Tin quốc tế, một quan chức cấp cao của Hamas ngày hôm nay cho biết là nhóm này đã bác bỏ mọi đề xuất về tạm dừng cuộc giao tranh kéo dài hơn một năm qua ở Gaza, thay vào đó phải là một lệnh ngừng bắn lâu dài. Theo quan chức này, thì Hamas không đồng tình với việc tạm dừng giao tranh để rồi xung đột lại tiếp tục xảy ra. Phong trào Hồi giáo có vũ trang này khẳng định chỉ có giải pháp chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn mới là điều được ủng hộ. Hồi tháng 7, phong trào Hồi giáo Hamas đã giảm bớt các điều kiện để chấp nhận lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài ở giải Gaza, đồng thời gửi các đề xuất mới tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. Trong diễn biến khác cùng ngày, quân đội Israel đã kêu gọi sơ tán đối với một số khu vực ở miền nam Liban, trong đó có một trại tị nạn của người Palestine, cảnh báo rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại những khu vực này. Trong khi đó, hãng thông tấn Sana của Syria đã phản đối mạnh mẽ cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào một số tòa nhà dân cư ở khu vực Qusayr, vùng nông thôn phía nam của tỉnh Homs, miền trung nước này. Tần suất các vụ không kích của quân đội Israel nhằm vào Syria đã gia tăng từ khi xung đột ở giải Gaza bùng phát vào đầu tháng 10 năm 2023.